Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, với sứ mệnh xuyên suốt giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Suốt 15 năm qua, Amway Việt Nam cam kết đầu tư và tập trung tăng cường sức mạnh nội lực, tận dụng công nghệ, đón đầu các xu hướng, tạo ra cơ hội khởi nghiệp cho mọi người trong thời đại công nghệ 4.0. Một trong những ưu tiên của Amway Việt Nam là đào tạo và cung cấp công cụ để giúp nhà phân phối nâng cao kiến thức và kỹ năng. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, Amway Việt Nam đã thực hiện 65 lớp chuyên đề, 80 khóa học e-learning về dinh dưỡng, làm đẹp và năng lực mạng xã hội với hơn 125.000 lượt nhà phân phối tham gia đào tạo. Trong suốt 15 năm qua, Amway Việt Nam luôn tập trung vào ba giá trị, đó là kiên định, phụng sự và bứt phá. Kiên định với triết lý kinh doanh của mình, đó là luôn luôn lấy liêm chính và sự phát triển bền vững làm nền tảng, tập trung vào giá trị cốt lõi kinh doanh của Amway và kiên định với sứ mệnh là giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Phụng sự cho nhu cầu của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là nhu cầu về chăm sóc sức khỏe chủ động và nhu cầu về làm đẹp. Amway Việt Nam cam kết mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế. Sau 15 năm, Amway Việt Nam đã có được sự tin tưởng của khách hàng với các dòng sản phẩm Nutrilite, nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới. Artistry, thương hiệu chăm sóc da và làm đẹp thuần chay, được phân phối độc quyền bởi tập đoàn Amway và các hệ sinh thái sản phẩm ưu việt. Với tinh thần bứt phá mọi giới hạn, đội ngũ nhân viên Amway Việt Nam cùng hơn 300.000 nhà phân phối sẽ tiếp tục bền bỉ với hành trình của mình, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam.